Hello anh em, ở trên tay mình ấy là chiếc Surface Laptop 3 13 inch màu rất rất là đặc biệt, anh em thể xem qua nhé, rất là ưng ngoại hình màu sắc quá tuyệt vời luôn. Ngoài phiên bản mình có ở trên tay ấy, thì anh em sẽ có một số phiên bản màu khác, ví dụ như là đỏ Bulgari ở trên Surface Laptop 2 này, xanh biển sâu hoặc là màu ôn đen, màu đen matte black như là những chiếc laptop 3 khác. Nhiều màu sắc thì nó sẽ thể hiện cá tính của anh em này, độ độc này, độ lạ của chiếc máy tính của anh em sử dụng đúng không nào? Trong video hôm nay thì mình sẽ cùng anh em chia sẻ vấn đề này nhá. Bắt đầu video thôi. Nhưng mà trước tiên thì anh em nhớ ấn like, đăng ký ủng hộ mình nhá. Rồi, let's go. Surface Laptop 3 là phiên bản thứ 3 ở trong gia đình Surface Laptop và cũng là trong hệ sinh thái rộng lớn các sản phẩm Microsoft Surface. Ngay từ đầu ấy thì Microsoft đã định vị chiếc Surface Laptop của họ với những màu sắc rất đặc biệt khác lạ bắt đầu từ 3 năm trước 2017 rồi. Khi ra mắt với những phiên bản đầu tiên, hồi đó những chiếc laptop ở trên thị trường ấy nhàm chán với thiết kế và màu sắc quen thuộc, đơn giản như là đen và xám. Nhưng khi chiếc Surface Laptop ra với nhiều màu sắc đặc biệt, độ hoàn thiện thì cực kỳ tỉ mỉ và cao cấp, như một làn gió mới vào thị trường máy tính vậy anh em ạ. Với nhiều màu sắc như vậy thì nó làm cho khách hàng thích thú hơn này, phù hợp với cá tính của nhiều người hơn này. Hơn thế nữa, Microsoft còn mang lên một tầm cao mới ở trên laptop ở thế kỷ này, đó chính là kết hợp giữa nhôm và vải Alcantara rất là độc đáo. Vải mà anh em chỉ có thể thấy ở trên những trần xe sang này, trần xe cao cấp này, hoặc là những cái ví đắt đỏ như là Gucci hay LV vậy. Sự kết hợp này nó mang lại một trải nghiệm rất tốt, rất mới lạ, rất là đặc biệt mà từ trước tới nay chưa một cái hãng laptop nào có thể làm được. Còn về trải nghiệm thực tế, cái lớp vải Alcantara này thì thực sự có ích chứ không hề là màu mè hay là làm cảnh. Với anh em làm việc lâu dài ấy, thì khi kê tay lên lớp vải Alcantara rất rất phê này, rất rất là mềm mại này. Một trải nghiệm mà chưa từng có trước đây luôn anh em ạ. Bình thường nếu anh em sử dụng những chiếc laptop cao cấp thì phần nghỉ tay ở đây nó sẽ bằng kim loại, như mình có chiếc Surface Laptop Book 3 Gold này. Đấy, dùng một thời gian lâu thì anh em sẽ bị hằn lên tay, hoặc là dễ cảm nhận được sức nóng khi linh kiện nó tỏa nhiệt, khiến anh em ra nhiều mồ hôi hơn này, mỏi cổ tay hơn này, nhưng gõ phím và khi làm việc nó rất là thoải mái. Nhược điểm duy nhất của nó mình thấy tức là nó bằng vải nên nó dễ bẩn và nó sẽ dễ bám mồ hôi và các thứ bẩn khác. Đấy là nhược điểm duy nhất, nó dễ bẩn. Chính vì thế ở trên chiếc Surface Laptop 3 thì Microsoft đã thay thế, không phải thay thế mà là dùng song song hai phiên bản. Với anh em nào thích truyền thống vẫn thích vỏ nhôm thì đây chúng ta sẽ có màu gold và màu gì nhỉ, đen, chúng ta sẽ dùng vỏ nhôm. Còn với anh em thích các vải Alcantara thì anh em có thể sử dụng màu xanh biển sâu và màu silver, màu xám nâu chuột, sẽ vẫn có sử dụng vải Alcantara cho anh em. Tùy sở thích từng người khác nhau thôi. Cá nhân mình ấy, thì mình vẫn kết vải Alcantara hơn, tại vì nó mang lại sự trải nghiệm mới, nó độc đáo, nó khác lạ, nó còn êm tay nữa. Còn em thì sao? Anh em thích lớp nhôm hay là thích Alcantara thì có thể comment phía dưới để cho mình biết nhá. Trên tay mình là chiếc Surface Laptop 3, vỏ máy ở phần kia tay như anh em biết ấy, thì tất tần tật đó là nhôm hết. Đến bàn phím thì hãng cũng là một màu rất là đồng nhất, tạo cho anh em cảm giác là máy là siêu siêu liền lạc luôn, đồng nhất. Đến Apple làm cũng làm khá nhiều màu sắc, nhưng mà bàn phím với trackpad lại là màu khác đi. Cá nhân mình thấy thì nó chưa được chỉnh chu và chăm chút như cách Microsoft làm, nó một màu đều là màu gold hết, rất nền nhạc, rất là thống nhất. Mặc dù màu gold nó hơi khác đi một tí nhưng mà nó điểm nổi bật, chứ nếu mà là màu đen thì mình thấy nó không được đồng nhất lắm. Anh em thấy mình là có đúng không? Ngoài ra ấy, thì anh em vẫn sẽ có những màu khác ở trên Surface Laptop 3, ví dụ như màu xanh biển sâu cũng cực kỳ đẹp này, hay màu matte black, ôm black thì cũng không hề kém cạnh. Toàn bộ máy một màu hết, liền lạc rất là vô cùng anh em ạ. Rồi ok, đó là một vài đánh giá, một vài nhận xét của mình về màu sắc của trên chiếc Surface Laptop 3. Anh em thấy thế nào về sản phẩm này của Microsoft?
thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhá. Nếu muốn mua những sản phẩm của MySuit Sufay thì anh em đừng ngần ngại nhắn tin cho bên mình hoặc là gọi cho mình qua số hotline 0706696666 đó, để bên mình có thể tư vấn cho anh em một cách tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Mình là Long và đây là Đăng Vũ Sufay.